Minh xin chào. Mình giới thiệu anh em một cái máy Komatsu dòng này, dòng 40 ly. Máy này cho những anh em mà cắt những cái vườn cỏ, mình nói chung là cỏ già nó mạnh, máy nó bền, tiết kiệm nhiên liệu. Tại vì Komatsu, những người Komatsu thì là khoái cái bình xăng trên thì nó hao xăng, nó mạnh hơn. Còn Komatsu mà nằm bình xăng dưới á, thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Chụp giật trợ lực. Máy này mới zin hết nguyên bản. Bộ là bộ chưa cháy. Đây, bộ là bộ chưa cháy. Này tâm mà tâm lớn nè. Cần là cần zin nè, cần bóp nè, cần bóp zin. Thì cây này nói chung là xài cực kỳ bền, rất là bền. Ở đây mình sẽ test thử cho anh em xem nha. Anh em nào cần thì liên hệ mình. Thì xin chào anh em.